Trấn Thành lên tiếng vụ PR phim Hàn trong ngày Lý Hải ra mắt Lật Mặt. Vừa qua, trên báo Thanh Niên có chia sẻ bài viết Trấn Thành lên tiếng vụ PR phim Hàn trong ngày Lý Hải ra mắt phim Lật Mặt. Trấn Thành livestream chia sẻ về ồn ào liên quan đến bài đăng PR phim Hàn ngay lúc Lật Mặt 48 giờ của Lý Hải lên sóng. Anh nhấn mạnh, đừng nghĩ tôi xấu tính, chơi xấu ai. Trong livestream, Trấn Thành cho biết anh cùng một số người bạn thân thiết như anh Đức, Ali Hoàng Dương, Quang Trung đến rạp ủng hộ dự án Lật Mặt 48 giờ. Nam diễn viên cũng thẳng thắn lên tiếng khi bị cho là chơi xấu ông xã Minh Hà vì bài đăng PR phim Hàn giữa lúc dự án của Lý Hải ra mắt. Trấn Thành chia sẻ, sáng giờ tôi thấy rần rần, phụ nói tôi Lật Mặt này nọ, khổ ghê, sống sao cũng không bao giờ vừa lòng thiên hạ, cái gì cũng bị nói hết. Ông xã Hải Quân cho biết khi theo dõi bộ phim Bàn Tay Dự Quỷ, anh đăng tải bài viết khen ngợi dự án này vì tôi thấy phim nào hay mà người ta không đi xem nhiều, tôi tiếc. Lúc đó, nam danh hài không nhớ việc phim Lật Mặt 48 giờ đang được công chiếu. Anh chia sẻ, tôi đăng bài đó lúc 1 giờ sáng, nếu muốn xấu tính thì tôi lựa giờ vàng chứ đăng gì lúc 1 giờ đêm. Vì cảm xúc mình xem xong phim hay thì đăng thôi, cái này tôi nói thiệt. Nói về chuyện sợ phim của Lý Hải vượt qua bố già, Trấn Thành phủ nhận thông tin này, anh bày tỏ. Chúng ta đừng nghĩ nhau xấu như vậy. Trước khi nói, mình phải tìm hiểu xem người trong cuộc là gì của nhau. Tôi quý anh Lý Hải và cả thế giới biết. Trấn Thành cho biết anh ngưỡng mộ, kính trọng giọng ca trọn đời bên em bởi sự tâm huyết với nghề và gần như nói không với scandal. Nếu tôi muốn dìm hàng đăng một bài PR cho phim kia thì có được 1.000 người xem không? Ví dụ, cho 1.000 người xem thì ảnh hưởng gì đến doanh thu của phim Lật Mặt? Ai mà xấu tính như vậy, anh em trong nghề thương nhau không hết. Đồng thời, ông xã Hải Quân tiết lộ thêm khi theo dõi Lật Mặt từ những phần đầu tiên, bản thân đã ngưỡng mộ Lý Hải bởi sự đầu tư, kỹ tính. Thậm chí, dù ông xã Minh Hà không nhờ, nam diễn viên vẫn PR một cách tự nguyện. Trấn Thành nêu quan điểm, giờ tôi làm cái gì cũng bị người ta nói, tôi xem phim hay, có cảm xúc viết như vậy cũng nói tôi nữa. Vừa phải thôi, mình sống yêu thương nhau một chút xíu, chứ nghĩ ai cũng xấu như mình sao. Bây giờ tôi viết status đó thì dìm được bao nhiêu phần trăm của phim anh Hải. Nếu như phim hay thiệt thì khán giả sẽ tới xem, chứ có gì đâu mà dìm người ta. Giải thích về lý do vắng mặt trong buổi ra mắt phim của giọng ca trọn đời bên em, Trấn Thành cho biết anh và bà xã đã sắp xếp công việc để tham gia. Tuy nhiên, do Hải Quân gặp vấn đề về sức khỏe nên anh phải ở nhà chăm sóc. Dù vậy, diễn viên Cua Lại Vợ Bầu cũng động viên sớm khỏe để đi xem ủng hộ phim Lý Hải. Phim của anh ấy bị kẹt 2-3 đợt dịch thì mình phải thương anh ấy chứ. Tôi với anh Hải thương và quý nhau lắm. Tự nhiên tôi đi ghen tị với anh ấy làm gì? Một bài đăng của tôi có chắc làm ảnh hưởng đến phim người ta. Ai mà suy nghĩ kỳ vậy trời. Ai vượt qua được kỷ lục của bố già tôi cảm ơn. Vì kỷ lục sinh ra để phá vỡ, nam diễn viên tỏ thái độ khó chịu. Đừng nghĩ tôi xấu tính chơi xấu ai. Không, tôi chưa kịp đi xem Lật Mặt thì biết gì mà review, Trấn Thành khẳng định. Đồng thời, khi nhìn lại những ồn ào liên quan đến mình trong thời gian qua, ông xã Hải Quân tỏ thái độ không hài lòng. Vì tôi làm cái gì cũng bị nói hết. Không có đoàn làm phim nào đến hẻm quay bị nói, chỉ có đoàn của tôi. Tôi khổ ghê luôn, sống không bao giờ vừa lòng ai hết. Tôi đăng Facebook khen phim từ xưa đến giờ không có gì, tự nhiên đợt này đăng cái nói tôi tức dễ sợ. Trấn Thành cho biết thêm về sự việc xảy ra, anh và Lý Hải đã nói chuyện riêng với nhau. Bản thân ông xã Minh Hà cũng thấu hiểu cho nam danh hài. Nhìn lại vụ việc này, ông xã Hải Quân nêu quan điểm của mình ở cuối livestream. Quý vị biết không, người rảnh mà đi xấu tính thì không khá được, vì không có thời gian để làm cho mình tốt hơn. Bí quyết thành công duy nhất là khiến cho mình tốt hơn chứ không phải làm cho người ta tệ đi. Tôi sống ngay thẳng, tôi không sợ gì hết. Anh Lý Hải là người sẽ hiểu được trái tim của Trấn Thành. Tôi luôn ủng hộ cho anh ấy và nghĩ anh ấy là người làm phim có tâm, có đạo đức, có nhiệt huyết và đầu tư. Tôi hy vọng khán giả đã ủng hộ cho bố già thì sẽ ủng hộ cho Lật Mặt của Lý Hải.